Xin chào quý vị. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tổng quan về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Mậu Ngọ. Thưa quý vị, Mậu thuộc hành thổ, ngựa đất có khả năng nhìn nhận các vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn các tuổi Ngọ còn lại. Năng lượng thổ sẽ làm dịu đi tính nóng vốn là bản chất của người tuổi này, khiến cho họ trở nên ổn định, bình tĩnh hơn. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định. Họ thả mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người tuổi Mậu Ngọ đó chính là không quyết đoán. Họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về mặt tài chính nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận. Cuộc sống của quý vị thêm phần sang trọng trong thời kỳ này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của quý vị do nóng tính nên thường bị đổ vỡ. Nếu quý vị rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống của quý vị sẽ có phần sung túc hơn. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Quý vị luôn luôn giữ tâm lành ý thiện và làm nhiều điều phúc đức thì sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc về sau. Về phần gia đạo, quý vị được hoàn toàn êm ấm, nhờ vậy mà gia đình sống rất hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu đường công danh có lên cao thì cũng chỉ là tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng sẽ trở lại như cũ. Sự nghiệp thì khi lên cao, có khi lên rất cao, tuy nhiên không được bền lâu. Vấn đề tiền tài vào ra đều đặn nhưng lại thường xảy ra khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời. Sự nghiệp có thể hoàn thành vào độ tuổi 45 trở đi. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ, đoán xem số mạng tuổi này. Mậu Ngọ mạng hỏa, lửa trời sáng soi, xuân hạ xanh đặng gặp thời, thong thả sung sướng an nơi thanh nhàn, tiền vận vất vả bôn ba, kể từ trung vận mới mong thanh nhàn. Anh em xa cách chẳng gần, vắng mặt thương nhớ lại gần chẳng yên. Bởi vì số nghịch đáng cay, gia đình lập trễ mới là bền lâu. Nếu người tích đức thiện tâm, tu hành giải bớt oan gia nghiệp đời, trung vận chẳng đặng thành thơi, số người vận cuối giàu sang thanh nhàn. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ cuộc đời tạm sung sướng về hậu vận, cuộc sống thêm phần sang trọng trong thời kỳ này, nhưng công việc làm ăn thường hay bị đổ vỡ vì tính tình nóng nảy. Nếu có tính tình kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống có phần sung túc hơn. Tuổi Mậu Ngọ tiền vận lắm vất vả nhưng hậu vận thì được an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Về vấn đề tình duyên, lúc nhỏ cũng có nhiều khắt khe, cố tình mới được hưởng một hạnh phúc chân thật cho cuộc đời. Vì vậy, về vấn đề tình duyên trải qua nhiều đau buồn. Về vấn đề gia đạo công danh, về vấn đề gia đạo được hoàn toàn êm ấm, trên thuận dưới hòa, nhờ vậy mà gia đình hạnh phúc. Những khe khắt nhỏ nhặt cũng thường xảy ra nhưng không đáng kể. Công danh thì chỉ vào mức độ bình thường, nếu có lên cao thì chỉ có là giai đoạn tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó lại trở về như cũ. Sự nghiệp thì có khi lên rất cao nhưng số không hưởng được một sự nghiệp bền lâu. Tiền tài vô gia đều đặn, có nhiều cơ hội tạo ra tiền nhưng lại thường hay xảy ra khe khắt về vấn đề tiền tài, nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời rồi qua đi. Nói tóm lại, tiền bạc rất dễ tạo, sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 và liên tục về sau. Sự nghiệp vẫn vững chắc như thường, không dao động và cũng không có vấn đề sụp đổ. Tuổi hợp cho làm ăn. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ nên chọn những tuổi này sẽ phù hợp với công việc làm ăn và hợp trong vấn đề hồn hạp trong các mối quan hệ. Tuổi hợp cho làm ăn. Thưa quý vị, sau đây là những tuổi hợp với tuổi Mậu Ngọ trong mọi công việc làm ăn và giao dịch. Đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Quý vị nên hợp tác với những tuổi này mà làm ăn thì sẽ tạo ra nhiều kết quả về tiền bạc. Những tuổi Đại Kỵ. Thưa quý vị, những tuổi Đại Kỵ cho tuổi Mậu Ngọ đó là Tân Dậu và Quý Dậu. Đây là những tuổi Đại Kỵ mà quý vị cần nên tránh trong tất cả mọi việc, những năm khó khăn nhất. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ gặp những năm khó khăn nhất đó là quý vị vào các độ tuổi 25 và 37 tuổi, ngày giờ xuất hành hợp nhất. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ hợp với giờ lẻ, tháng lẻ và ngày chẵn, xuất hành làm ăn không sợ thất bại
mà trái lại sẽ đạt được nhiều kết quả về tiền bạc. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo vật phẩm tỳ hưu. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì nó là một loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là hưu trời. Hai cái sừng của nó có tác dụng trừ tà. Về sau nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng tỳ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ, đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo đặt hũ muối cung thần tài, hút tiền bạc vào nhà, gia chủ giàu lên như trúng số. Thưa quý vị, đặt hũ muối theo phong thủy dưới đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, hút tài lộc vào nhà, cuộc sống đang nghèo trở nên khấm khá. Công dụng của muối trong phong thủy. Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa cổ đại bao gồm cả Việt Nam và một số nước Á Đông, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối. Muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và làm tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ ngàn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Thưa quý vị, rắc muối để xua tà khí. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, quý vị hãy rải muối vào phòng, đặc biệt là ở các góc nhà. Muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng của những người chủ trước đó. Sau 24 giờ, quý vị có thể quét chúng đi, đặt bát muối để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà cung tài lộc hướng đông nam để mong muốn giàu có. Quý vị cũng có thể làm theo cách này, hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần, đặt bát muối để xua tà khí cho cả năm. Thưa quý vị, chuẩn bị một bát nước muối phong thủy. Đầu tiên cho muối vào đáy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên. Nước muối hấp thu năng lượng tiêu cực. Quý vị hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Cách này được xem là rất hiệu quả nếu quý vị thực hiện đúng cách. Trước tiên, quý vị cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát, đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý đặt mặt dương, tức là mặt có ký tự khác, hướng lên trên. Sau đó quý vị đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Quý vị nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, quý vị có thể đặt bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, hoặc là đặt sau chậu cây cảnh. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Đặt muối ở đâu? Thưa quý vị, quý vị nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam cung tài lộc nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, quý vị nên đặt bát muối ở hướng đông cung gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt rước tài lộc vào nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy, tiền xu là biểu tượng cho của cải vật chất và tài lộc trong gia đình. Chính vì vậy, những đồng tiền xu cổ được nhiều người sử dụng để kích tài vận, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh của mình. Đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền cũng là một trong những loại tiền xu có ảnh hưởng quan trọng tới tài lộc và vận số may mắn cho con người. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt là gì? Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai hay còn được gọi là hoa mai kim tiền là đồng tiền xu được đúc bằng đồng hình hoa mai 5 cánh. Trên mỗi cánh hoa mai sẽ được chạm trổ ngũ tự gồm thọ, mệnh, trường, phú, quý. Mặt còn lại sẽ được khắc hình đào tiên, trường thọ, chim khách, cát tường, thỏi vàng, của cải, rơi, phúc, tuần lộc, lộc. Chính vì vậy, đồng tiền hoa mai thường được coi như là một vật phẩm mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc của cải cho gia chủ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng nếu ai có đồng tiền hoa mai Việt Nam bằng đồng để trong két thì tiền vàng ùn ùn kéo tới, lộc lá ngập nhà. Nhưng cách sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam để kích hoạt vận may liên quan tới tài lộc thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi nếu làm không đúng cách thì tiền chẳng vào nhà mà còn có nguy cơ đội nón ra đi. Ý nghĩa của đồng tiền hoa mai với két sắt. Thưa quý vị,
Đồng tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa hỗ trợ vận may, tài lộc tới cho chủ nhân sở hữu. Tiền hoa mai thường được treo thành cặp, tạo thành hai bông mai 10 cánh, tượng trưng cho thập toàn hoàn mỹ. Tiền xu hoa mai được coi như vật khí để trấn yểm hung khí, thu hút vận khí tốt lành, mang tới sự thịnh vượng, danh vọng. Từ thời xa xưa, đồng tiền hoa mai đã được rất ưa chuộng làm vật tùy thân mang theo khi ra ngoài, để giúp các mối quan hệ trong xã hội trở nên tốt đẹp, ít hiềm khích, dễ dàng có được công danh sự nghiệp. Đồng tiền hoa mai được sử dụng rất nhiều, không chỉ trong gia đình mà còn trong kinh doanh buôn bán, với công dụng đa năng như tránh chuyện thị phi, kiện tụng, giải trừ kẻ tiểu nhân. Cách kích hoạt vận may khi sử dụng đồng tiền hoa mai cũng rất đơn giản. Quý vị chỉ việc đặt đồng tiền hoa mai vào két sắt và nghĩ về sự giàu có, thịnh vượng. Có thể đặt hoa mai kim tiền vào một cái túi nhung đỏ để giữ cho đồng xu được sạch sẽ và không bị các đồ vật khác trong két chạm vào gây chảy xước. Thưa quý vị, tránh để đồng tiền hoa mai tại những vị trí ẩm thấp, uế tạp như nhà vệ sinh, phòng tắm, vì những vị trí này được quan niệm là nơi gây thất thoát của cải, có thể đem lại vận xui cho gia chủ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý cho cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt. Thưa quý vị, người ta vẫn sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam như một lá bùa thu hút vận may và đem lại nguồn sinh khí tốt lành. Nếu đồng tiền hoa mai bằng đồng để trong két sắt thì công việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, làm đâu thắng đó và tránh được những chuyện thị phi, kiện tụng gây trở ngại. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt mang đến vận may tài chính cho gia chủ, hỗ trợ đường quan lộ rộng mở và phát lộc phát tài. Tuy nhiên, để có một góc két sắt hợp phong thủy thì có lẽ chỉ hoa mai kim tiền là chưa đủ. Quý vị cần phải nắm được hướng đặt két sắt theo tuổi cũng như kích thước két sắt phù hợp với căn phòng của mình. Trong ngôi nhà, két sắt là nơi lưu giữ tiền của cho gia chủ. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí để két và vật phẩm đặt trong két là vô cùng quan trọng. Đồng tiền hoa mai có thể đặt ở nhiều vị trí như trên bàn thờ, treo lên tường hay treo trước cửa ra vào nhà của quý vị. Nhưng để phát huy tối đa vận khí do đồng tiền hoa mai tạo ra, quý vị nên đặt trong két sắt trong gia đình. Két sắt là vật quan trọng trong gia đình, vì ngoài giữ tài sản, két sắt còn chứa đựng nhiều giấy tờ tài sản quan trọng. Chính vì thế, theo phong thủy, két sắt là vật chứa đựng nguồn năng lượng lớn và là nơi tập trung tài lộc trong nhà, quyết định sự hưng vượng cho gia chủ. Việc đặt đồng tiền hoa mai bên trong hay bên ngoài két sắt sẽ giúp mang lại tài lộc dồi dào, gia tăng tài khí, công việc kinh doanh thuận lợi. Thưa quý vị, trên thực tế, độ thẩm mỹ của đồng tiền hoa mai đẹp nhất là kết hợp với một chiếc két sắt mini đẹp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã sở hữu một chiếc két sắt thông thường thì vẫn có thể đặt đồng tiền hoa mai để tăng sự may mắn. Quý vị nên đặt đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền ở trong két sắt, đặt trên sấp tiền trong két sắt của nhà quý vị là tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.